Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, các khoản lương phụ cấp, trợ cấp tính theo lương cơ sở sẽ đồng loạt tăng. Trong đó thì đáng chú ý là tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Theo đó thì cụ thể, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp mỗi lần trong một người con là 3 triệu 200 ngàn đồng, hiện hành là 2 triệu 980 ngàn đồng. Đồng thời, mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh sản một ngày bằng 480 ngàn đồng, hiện hành là 447 ngàn đồng.